cũng 10 năm hơn 10 năm nữa, tê ta nữa. Rồi cái bắt đầu năm hơn 13 là tự nhiên nó đổ. Ừ. Rồi đi lên thì nó cái con trai là nó là bị cái cổ là bị có hậu bao. Là cơ bao. Là thóc bị dây điện rồi xẹp còn sống cổ rồi sống lưng. Xẹp đồ thơm quá rồi thóc bị nữa. Cổ lưng rồi bị gì đây. Bây giờ có ngầu chừng một chút thôi, chừng cả nửa tiếng mùa là cái đây nó nhức ngủ mà nó đã có lưng tê luôn chị bảo. Lên xuống cầu thang khó lắm. Ngồi xuống không được. Ngồi xuống không được luôn. Dạ. Nhưng mà hổm rày là có nhìn ăn không? Dạ có. Có hút không khí? Dạ có. Ở nhà đâu lại? Nhà bên cầu vượt còn có tháng á. À cầu vượt còn có Quảng Ngãi nhưng mà ở đâu lại ở đây? Dạ. Ok. Là từ Quảng Ngãi vô đây chữa bệnh? Dạ. Hay là ở nhà đó? Từ Quảng Ngãi vô đây. Rồi ở nhà đó nhà ai vậy? Nhà đó là con ghế nó ở bên kia đó. Rồi đi học rồi, ok. Rồi giờ chị đi tới luôn cho tôi coi cái tình trạng chị coi sao. Trời ơi, cái này bệnh này là bệnh thâm niên công vụ luôn rồi. Rồi, đó, rồi từ từ, quay mặt cho là chị đi, rồi ngồi xuống. Làm cái nào đau ta. Rồi, đó. Xuống dữ lắm, lây nhờ có bò đó nhờ. Bao nhiêu năm rồi đã vậy rồi? Năm tới năm rồi thì đã vậy rồi. Còn mình lên cầu thang đi. Lên cầu thang. Chờ phải lên chạy cầu thang. Nó khổ vậy. Trời ơi. Bệnh từ cái nghĩa này khó khăn lắm. Chống gối. Tay chống gối. Bệnh. Không làm đây nữa à? Từ từ xuống chị. Đây. Thời hạn xong rồi. Quán này nói chân. Khó hả? Trời ơi, cái quê cực khổ lắm nha, ra phải ráng này vì săn sóc sức khỏe nha. Dạ. Rồi ở nhà làm ruộng hả, làm gì? Làm ruộng. Làm ruộng thôi không? Dạ. Trời ơi, đi ra ngoài đó coi nó lúa gì đó, chuối á, mà nắng á, mà gió lào mà nó thổi mà kêu bằng trái hết. Đúng không? Dạ. Ôi, ông sao? Nó giật cái đầu luôn. Nó chạy lên tới đầu luôn. Bà này là bà nhẹ, nó cho bà làm cái chứ đưa cho ông kia làm thôi, cái gì bà tiêu. Mắt sáng luôn. Vậy thế là mắt sáng luôn. Máu lên não luôn. Chưa đâu. Chưa nhẹ nhẹ không? Đó là mình cái cảnh đấy nè.
Làm nhẹ như này vậy đó. Rồi, nằm nghiêng qua. Rồi, dính qua đây. Rồi, cô đâu dặn lưng coi. Trời ơi. Tiếp tay vô. À, đây phải đẩy cho nó ngã xuống đây. Rồi, làm thử coi. Ồ, thôi. Câu là câu rồi đây. Trời ơi, bà này nó làm gì nó không đô vậy. Bà này là không kêu, bà không chịu á. À, đây nè, để nghe, rộng ra nghe không, thấy chưa? Rồi, quan nhìn. Kêu là bà không chịu đâu. À, không có chịu đâu. Không có chịu đâu. Bà không kêu đó, không chịu. Mà người ta gì đâu mà không có nghe gì hết. Không phê, không đã. Thương quá. Rồi nằm thẳng người đây. Ê, cổ ghê không? Không rút nhất được. Rồi thôi, được rồi, từ từ, để từ từ, em để thầy. Bà này mới nhỏ con, không sao. Đó, để tay đây, nha. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ cái này để xuống đi, chặn đi, để ba ngón tay nè. Trời ơi, còn sức tiêu dữ không nè. Đó. Đau quá rồi. Dài mặt đỏ rồi. Sao chị biết sao? Nãy mặt xanh, giờ mặt đỏ. Tự nhiên là chị can thiệp vô đau. Bà nằm xuống. Nghe nghe đã không? Mà hết đau, hết đau rồi nghe đỏ không? Ôi kìa, rần 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 người. Nghe lên chút. Đó, thấy không? Đó. Trời ơi. Xương cốt rồi nó đã gì đâu. Đúng không? Rồi. Quay qua kia. Nhanh lên. Nãy giờ mới có khởi động mà. Bây giờ mới khởi động. Bây giờ mới bắt đầu. Đấy. Trời ơi. Mấy con miệng là đã đúng không? Rồi nằm im luôn rồi. Cái chuyện này á, chỉ có được con gái là chỉ học có đạo. Chưa. Đang hít ra rồi sao? Có nhiều người, đặc biệt con gái là làm gì không có đạo. Là chị này thuộc vào loại đó. Chị ngáp ngáp. Cái gì đó? Rồi, ê mà đau quá, vô đúng rồi, đúng rồi. Đúng bài luôn á thầy. Ờ, đúng bài luôn á. Ờ, đó, chứ hổ vậy đó. Đấy, mà vỗ vậy là riêng vỗ vậy cũng đã khỏi bệnh rồi đó. Rồi. Cũng nhẹ như nãy. Rồi. Chồng ra thái chứ.
Thôi đừng có đổ, không đổ đổ. Mềm lên. Mềm thế, mình cố gồm. Càng mềm càng. Mình đây làm, mình đây làm. Kêu đó, kêu đó, kêu đó, kêu đó, kêu đó, kêu đó, kêu đó. Rồi quỳ lên, quỳ lên, quỳ lên, cút cổ, cút cổ. Trời ơi, đi từ quầy quán ngửa vô đi, để cho mấy cái thằng này nó hành họ. Đấy, rồi, rồi ngồi xuống, chúng ta quỳ lên. Là đơn khó đi nha. Thôi đi thôi. Xuống rồi đó. Đâu nhé, được. Thả lỏng ra. Rồi, gai chắc ra ra. Rồi thả lỏng ra. Rồi, ngửa, ngửa lên, ngửa lên. Ngửa lên. Quá mệt. Rồi xong rồi. Trời ơi. Bình bình xôn xao. Lâu quá rồi. Cương cốt rồi cứng hết rồi. Đứng dậy. Rồi dựng chưa? Đau quá rồi. Vô đây. Đó, rồi. Rồi, tấm tấm chứ ngồi xích ra trái chân lại. Rồi ngồi xuống. Ngồi sáng xuống, đó tôi nhịn này đứng đó. Đứng đó, đứng, ngồi xuống luôn. Rồi đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Đó, ngon lành, đứng dậy. Rồi ngồi xuống. Rồi đứng dậy. Rồi. Đi lại đi. Ngồi lại rồi đấy. Dạ. Chạy lại, chạy lại. Hả? Lên đây đây, nằm lên, đâu đâu. Đứng lại đây. Sao thôi đây được rồi. Rồi dính thì lên phải không? Rồi. Rồi. Đó, kể nó sang đây. Đấy. Đó, ổn. Cái nó thang. Chạy chạy. À, cô này nãy lên cầu thang được không? Phải đồ thang đi. Phải đồ thang. Đấy, chạy cầu thang. Đúng rồi. Đấy. Được rồi. Muốn mà làm cái là như cái tay rồi đi đi bon rồi. Đi được rồi. Rồi, rồi không cần phải dịnh nữa ha. Không cần phải dịnh. Rồi dịnh ra. Đấy cái bài nó các bạn. Rồi. Rồi. Có phải đi xuống cái chân nó còn cứng. Có nó cứng cứng cái cái đó. Phải dài hơn nữa. Xong có làm cái liền cái bài vậy là tốt lắm rồi. Bây giờ thấy trong người sao rồi? Ngủ hồng hào em báo với vô rồi đấy. Đông đông người nó về sao rồi? Tự nó cũng nhẹ bớt. Nhẹ bớt rồi. À, rồi đứng dậy đi quay quay tay quay chân rồi ra sao rồi coi nó ngon lành chưa? Quay tay lên, lên lên. Đâu? Dòng tay ra sao? Đó. Rồi tay kia. Không. Rồi giờ dòng qua đây cho mấy người này xem nè. Đó, rồi dòng lên. Đó, rồi thôi được rồi. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326 811258.